Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cái thuốc. Và trong quá trình đi thu hái thuốc, mình bắt gặp được một cái loại dây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loại cây thuốc quý này. Cây thuốc này nó có tên gọi là cây vàng đắng mọi người. Và bây giờ để mọi người nhận dạng được dây vàng đắng, mình sẽ nêu lên cho mọi người một số cái đặc điểm về thân cành lá cũng như hoa quả của loài cây thuốc này để cho mọi người dễ dàng nhận dạng ra khi gặp nó trên rừng. Vàng đắng nó là một cái cây dây leo bằng thân quấn mọi người. Thân của nó thì có thể lớn bằng chiếc đũa mọi người. Đây, nó là cây dây leo. Ở đây có một dây cũng vừa vừa rồi mọi người. Có những cái dây lớn thì nó có thể lớn bằng ngón tay út này mọi người này. Lá của nó đây. Lá của nó khá giống với lá của dây trâu khống rừng mọi người. Mặt trên xanh, mặt dưới cũng xanh mọi người. Hai lá của nó thì mọc xô le. Đây. Nó là cây dây leo bằng thân quấn. Và cái bộ phận dễ dàng nhận dạng nhất đó là cái rễ cụ của nó mọi người. Rễ cụ của nó thì rất nhiều. Cái này rễ cụ của nó giống như rễ cây bơ kích mọi người. Rễ rất là nhiều và rất là dài. Rễ của nó rất là nặng. Và khi mọi người cào cái lớp vỏ lúa bên ngoài thì bên trong nó có một cái màu vàng như nghệ mọi người. Và mùi rất là hăng, hăng như lá tru khống mọi người. Mùi hực hắc hắc. Và cào cái vỏ lúa bên ngoài này thì nó cực kỳ là vàng. Và bẻ đôi cái củ này thì nó khá giống với củ bơ kích, nhưng mà màu bên trong là vàng như nghệ mọi người. Cho nên nó được tổ tiên chúng ta gọi là dây vàng đắng là như vậy. Này, cây này nó mọc ở chỗ đá, cho nên rễ cụ của nó bị trôi lên trên mọi người này. Này. Đây mọi người. Rễ cụ của nó đây. Rễ rất nhiều mọi người. Và cái rễ cụ của nó thì có màu vàng. Đấy. Rễ rất là dài. Có những cái dây mà lớn á, thì chùm rễ của nó là được tầm cỡ yến mọi người. Lá của nó cũng có mùi rất là hăng. Và cái công dụng của cái dây vàng đắng này là nó được dùng để chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, sai lỡ, đinh nhọt, rồi viêm gan, rồi phóng tê thấp. Rất là hay mọi người. Nhưng mà cái cây này là nó phải quá sao chế thì khi đó ta mới sử dụng lâm thuốc được mọi người, chứ không nên sử dụng trực tiếp. Bởi vì cái rễ cụ của cây này nó vẫn có độc. Và cây này có cái mùi cực kỳ là hăng. Nó hăng hắc giống như mùi lá trâu khống. Hắc hơn. Và cái cây rễ cụ của nó cũng cô độc. Cho nên phải quá sao tẩm thì khi đó ta mới được dùng. Và những cái người mà không quen sử dụng cái dây vàng đắng này thì cũng không nên sử dụng. Bởi vì loài này là phải bào chế thì khi đó dùng mới tốt được mọi người. Như vậy, thông qua video này mình đã giới thiệu tới mọi người một cái loài dây thuốc rất là quý. Và hiện nay nó rất là hiếm mọi người. Thỉnh thoảng mới gặp được đôi dây thôi. Cũng như một số cái công dụng của cái dây vàng đắng này để mọi người tham khảo. Và đặc biệt là các cây thầy thuốc cùng nghiên cứu để sử dụng cái loài cây thuốc quý này. Và bây giờ mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.